Chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Phú Thọ 2023-2024 đề như sau. Các bốn lò ghi mất nhãn chứa bốn dung dịch. na 2 co 3 h 2 s 4 Ba hóa lần và NaCO3 đều cầu chúng ta là không dùng thêm thuốc thử khác, kể cả chất chỉ thị màu, dùng không dùng phản ứng nhiệt phân bằng phương pháp hay phân biệt các dung dịch trên viết phương trình hóa học sẽ ra biết bạn biết cái câu này chúng ta làm như thế nào ạ? Ở đây người ta ràng buộc chúng ta nhiều thứ lắm, tức là chúng ta chỉ chân này hóa chất thôi. Nhiệm vụ các bạn là phải nhận biết nó. Bạn nào biết nào? Thì cái kiểu bài toán này là bài toán mà nó tục cái bài toán đó là không dùng thêm bất kỳ thuốc thử nào. Thì chúng ta sẽ cho phương pháp ở đây là chúng ta sẽ dùng tất cả các chất ở đây phản ứng với nhau từng độ một Được không em ơi Vậy đây mình sẽ cho ứng với nhau tuần độ 1 em hiểu vấn đề không? Ừ. Rồi bây giờ nghe kỳ Đầu tiên là chúng ta có nè NA2C3 sẽ phản ứng với chất đầu tiên ở đây là H2S4 để sinh khí đem tạo thành na 2 s 4 cộng CO2 cộng H2O trên khí tiếp tục na 2 s 4 thì cũng tác dụng được với BAOH 2 lần na 2 CO3 chứ cộng BAOH 2 lần để biến thành NaOH cộng cho BAOH 3 tuổi chúng ta cho vững với nhau từng lượng một em nha như vậy thằng A này vẫn được vừa 1 với 2. Xong rồi ạ. Tiếp tục. Đó là H2S4. Em sẽ tác dụng được với. Vì H4 chúng ta bị theo tắc là tiếng không lùi. Thì nó tác dụng với được thằng này. Thằng này đó. H4 thì tác dụng được với hai chất. Đó là Ba hóa hai lần. Để biến thành Ba4 cái tua. Màu trắng cộng cho gì Cộng cho H2O. Tiếp H2O4 còn có thể tác dụng với NaHCO3. Để biến thành A2CO3 cộng cho CO2 cộng H2O. Và cuối cùng của em đó là BA hóa cái lần. Thôi tắt tiếng không lùi em nha PA hóa lần thì tác dụng được với gì ạ Tác dụng được với NAHC3 Cái đây em sẽ tạo thành PAC3 tù á Cộng cho c 3 Cộng H2O chẳng hạn như vậy Cấm bằng đại 2 Đại 2 Rồi ok Như vậy đây chúng ta có tất cả là 6 phương trình sẽ ra Em hiểu không Đầu tiên em hạ là sẽ sẽ cho bốn dung dịch này vẫn với nhau tầng độ 1. Rồi chúng ta ghi tất cả phương trình có thể có xảy ra. Bây giờ chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ nhận xét được này. Bây giờ chúng ta nhận xét từng chất một. Cái đầu tiên thì nhận xét ở đây đó là na 2 co 3 Cái tiếp theo đó là H24 theo thứ tự em nhé. Cái tiếp theo là BA 2 Tiếp theo là NaHCO3. Em nghe, À, n, n a 2 c 3 chúng ta là có sinh khí này, có sinh tố này. Được chưa? Vừa tạo khí vừa tạo tố Có Câu 1, chúng ta liệt kê bao nhiêu tố bao nhiêu khí để để chúng ta nhận biết em nha. Sinh một khí một tố. Còn H24 chúng ta là sinh một tố một khí. Một khí một tố em nha. Tiếp Tiếp theo của chúng ta đó là BA hóa lần. BA hóa lần thì nó sẽ tạo ra một tủa. Hai tủa, nó sinh hai tủa. Đợi tiếp đi chép nha. Chứ là con đây nữa. Đây nữa là ba tủa em ạ. Ba tủa. Còn tiếp tục là NaHC3. NaHC3 thì chúng ta cứ chép phân ở đây và đây thôi. Thì nó sinh ra một khí một tủa. Cái kiến dịch ở chỗ này không đạt. Em ơi em có kiến gì không em ơi. Như vậy vừa ở đây thì chúng ta đã nhận biết được BA hoặc hai lần bằng hiệu vấn đề thầy nói không. Bây giờ mình sẽ cho. Một lần nữa đi. Nói 2 số 3 chúng ta nhìn thấy rõ đúng không. Xong rồi đó. 2 4 chúng ta là 1 này. 2 này. 3 này. Thầy thiếu số của em mình thấy không hai bốn chúng ta là sinh 2 khí một tủa 2 khí một tuổi em nha. Quý sốt nè. Như vậy mình nhận biết được thằng này rồi. Tiếp tục na 2 số 3. na 2 số 3 thì nằm ở đây và đây thôi. Hết rồi nè. Tiếp. Tiếp là BA hóa lần. hóa lần chúng ta là sinh một tua này. BA hóa lần chúng ta sinh hai tuổi này béo hóa lần sinh 3 tuổi này thấy chưa Em biết được thằng này tiếp tục nhhcb nhhcb ở đây chúng ta sẽ gồm có đó là gì NAHC3 chúng ta chỉ có một vị trí duy nhất thôi ai vị trí đây là vào đây sinh một khí và một tuổi như vậy tới đây chúng ta đã nhận biết được bao nhiêu chất rồi hai chất em hiểu vấn đề thầy nói không ạ vậy thôi các bạn nha theo bạn thì bây giờ á bây giờ là cây bây giờ mình nhận biết a hai c ba và a hai c ba bằng cách nào đó Mà cái này thầy đã dạy cho các bạn rồi phải chưa dạy đâu Dạy lý thuyết đàng hoàng luôn á và dạy cho bạn chắc đàng hoàng bây giờ chúng ta sẽ tận dụng để làm việc các bạn biết không ạ yeah em ơi. lấy b BASO4 tác dụng với uh, na 2 co 3 được không thầy? Không không không, ta rồi. Chứ được, không đúng. Ok các bạn biết không để thầy giảng cho. Không? Và bây giờ chúng ta nào nói nha. Bạn chắc đây là chúng ta sẽ làm như thế này. Bây giờ em sẽ làm như thế này này. Em sẽ lấy hát dung dịch hai 24 để nhận biết. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ không làm dung này nữa mà làm từ từ. Mình sẽ cho từ từ H2 S4 vào hai dung dịch đó là dung dịch NA2CO3 và NaH3. Đối với 2 c 3 thì đầu tiên H2S4 của chúng ta sẽ đi tác dụng với Na2C3. Đầu tiên nó sẽ tạo thành muối axit NaHC3 cộng cho Na2SO4. Tối đầu là chưa sinh khí đâu. Chúng ta đi cân bằng đây là 2. Đây là 2. Được chưa nào? Sau một thời gian thì nếu H24 này còn dư thì sẽ đi tác dụng tiếp với NaHC3 thì nó sẽ sinh ra na 2 S4 cộng cho gì đó? cộng cho CO2 cộng H2O. Cái này một thời gian mới khí vì nó sẽ ra phần 1 rồi mới đến phần ứng 2. Còn nếu em cho trực tiếp luôn H24 vào NaHC3 thì chúng ta xuất hiện khí ngay lập tức. Bởi vì nó chỉ sẽ ra phần 2 không sẽ ra phần 1. Và cái tính chất này thì mình đã dạy cho bạn trong các phần lý thuyết rồi, các bạn có thể xem lại mình cho từ từ HCL vào hai dung dịch này thì chúng ta xem lại cho thầy số 6 này nha tôi sẽ gửi cái này là nhóm cho bạn xem và nhớ thầy là các công cụ tôi duy của em là nằm ở cái phần này từ số 1 cho đến số 31 tất cả đều là xương máu cả hãy cố gắng học nó hiểu nó và làm việc với nó kiểu gì bạn làm lý thuyết bài tập cũng quay về đây thôi chúng ta là gì đầu tiên chúng ta cho các dung dịch phần với nhau từng nửa một sau đó chúng ta dựa vào dấu hiệu sinh khí sinh tụ để chúng ta nhận biết được Chúng ta căn cứ vào số lượng khí, số lượng tủa thì chúng ta biết được dung dịch đó là dung dịch nào. Thì chúng ta sẽ phân biệt được H2, E4 và BaOH hai lần. Sau đó chúng ta sẽ có hai dung dịch, đều là dung dịch mối nhưng mà chúng ta có tính chất đặc trưng. Khi cho axit vào thì một thằng sinh khí ngay lập tức, một thằng một thời gian mới sinh khí. Mình nhận biết được hai mối còn lại thế thôi.